Hai các bạn, đây mới có cái gì đây, đố không bạn biết nè, mì chiên nó hơi hơi khác nè, mà nó giòn. Cái này ruột heo non các bạn, ruột non đó. Cái này kêu cái gì mới không biết, mới không biết kêu cái gì. Cái này mì chiên nè, à mì chiên, còn cái này là mì luộc. Còn cái này là gỏi rong biển. Chơi liền luôn. Không có này khỏi cần giới thiệu các bạn cũng biết rồi. Gỏi này theo mày cũng thích nữa đấy. Mày ngồi dưới đất tiếp. Đấy, mình sẽ chấm nha. Ngon các bạn. Nó giòn giòn. Còn cái này cũng dần dần. Cho miếng này nhé. Miếng này nó cũng quá dần. Mọi thứ mọi khác các bạn ơi. Cái này nó giòn giòn mà nó cái mùi nó khác khác, nó thơm thơm. Vừa ăn tay vừa bóc. Nhớ nè. Cái này ăn cái này bằng bằng tay thì nó nhìn nó hơi bị dơ. Cái tay á. Tự nhiên có con gì. Cái này thì chua chua cay cay nè. Cái này thì không có cay đâu. Mình mua người khác làm sẵn, tao làm sẵn. Rong biển nè, mình thích lắm. Nhưng mà mình nấu canh rồi không có ngon. Mình không thích nấu canh, mình chỉ thích làm gỏi thôi. Không biết các bạn có nghe nó giòn không?
Bình thường mọi người hay thích luộc hay làm luộc. Mình luộc xong rồi mình rửa sạch bớt giấm này nọ xong xuôi á, mình luộc luộc cho nó chín xong rồi mình sắc ra miếng nhỏ nhỏ xong rồi làm muối ớt này nè, xong rồi để vô ngâm để ăn mấy bữa cũng được. Cái này cay lắm các bạn, cay là hôm bữa ăn với rau răm đó không có cay luôn, hôm bữa ớt cũng từng này luôn nhưng mà không có thấy cay, nhưng rau răm nó làm cho ớt không cay đó các bạn. Còn sả là thôi rồi, sả sẽ cay hơn gấp gấp 10 lần luôn. Cái này cay rồi nhưng mà để sả nữa là cay, nó cay ngay cổ họng này nè. Mình vẫn thích cái giận cái này hơn, nó có cảm giác nó ngọt ngọt giòn giòn. Mới có được 10.000 subscribe rồi. Thank you các bạn á. Để coi mười sẽ đi ăn King Crab và bữa mười hứa với các bạn. Ăn cái này nhiều khi nó dính răng các bạn thông cảm. Mười đang nấu cơm chín rồi. Nhưng mà mình cũng phải coi trước các bạn. Tại vì á phải lên hẹn trước. Ngày bình thường mình nghĩ chắc không cần lên hẹn đâu, nhưng mà ngày thì cuối tuần phải lên hẹn. Trong mà đầy luôn, không có chỗ luôn các bạn. Cái này nè, hồi trước mình kiếm hoài không có đâu. Nhưng mà bên Mỹ hồi trước mình đi bên Mỹ, bên mẹ mình về đó. Thế mẹ mình mua rồi ăn ngon. Xong rồi mình qua đây mình kiếm hoài không thấy luôn. Nhưng mà tự nhiên đợt trước mình đi chợ Dựng Nam á, tự nhiên thấy chợ Beatrice ấy, bạn nào muốn ăn mà bạn ở đây á, chợ Beatrice có đó. Chợ khác không có đâu. Ăn luộc ngon hơn các bạn ơi, mình thích luộc hơn. Ớt đây mày thổi cay thổi. Ok. Em sao con kéo áo vậy? À,
want mushroom and that. Đâu có mushroom đâu. Này đâu phải mushroom đâu. Oh, what's that? Chút nữa mẹ lấy cho ăn ở khác. Cái tay kìa. Con để nghe video của mẹ kìa. Ok. Nó tưởng cái này là nấm. Nên nó biết nó không ăn đâu. Cài được không? Có bạn hỏi tại sao ăn lúc nào cũng ăn một mình. Thứ nhất là chồng mới thì làm đi làm. Thứ hai là chồng mới không thích quay phim, ở nhà cũng không quay phim nhá. Còn thứ hai nữa, hai con mắm là hai đứa không chịu ăn, không thích ăn. Nên lại hai đứa mà ngồi đây là nó rất là ồn luôn, hai đứa nói chuyện cãi nhau. Dạ, đồ ăn của Mary ăn đó là hai đứa không có ăn. Hai đứa chỉ ăn đồ ăn của hai đứa thôi, mà còn mấy đồ ăn Việt Nam này nọ hai đứa ít ăn lắm, mấy cái này nè, nhất là mấy cái này. Thậm chí tôm hùm hoặc là cua này nọ nó còn không thích nữa. Thầm mình không thích, không ăn. Thế nào cũng vậy. Nên là chỉ có ăn cơm thôi. Ăn cơm hoặc là ăn mấy cái gì món mà hai đứa thích món khác thôi. Thứ hai. Ôi, hồi nãy thứ hai rồi mà. Bây giờ thứ hai tiếp không biết thứ mấy rồi. Còn cái nữa là nhiều khi mới làm đồ ăn cho hai đứa ăn trong phòng, hoặc là ăn cái bàn khác để mới làm cái video, nên không phải ăn chung. Luộc ngon. Cay mà đã, chua chua. Nhưng mà làm với rau răm á thì ngon, có rau răm như là chua chua. Nhưng mà lại không có cay. Ăn với rau răm thì tốn tiền mua ớt các bạn ơi. Tốn tiền mua ớt tại vì phải để ớt nhiều, thiệt nhiều mới được. Chứ không là nó không có cay. Nhiều. Úi trời. Bữa nào mình sẽ livestream bên YouTube nữa. Bây giờ mình chắc mình livestream bên YouTube thôi. Còn các bạn nào mà thích mình thì cứ vô thích mình ăn này nọ thì vô YouTube nữa. Không, mình livestream bên Facebook. Cái chuyện này nọ. Tại mình ghét bên trong bên YouTube với cái hình này nhỏ xíu á, coi ghét lắm. Xong rồi mình cũng xóa tiếp rồi. Nên mình sẽ livestream bên Facebook nhé.
sắp tới mình sẽ nói chuyện, mình không biết khi nào mới nói, nhưng mà mình nói trước là bữa nào khi nào mình livestream nữa mình sẽ nói chuyện kiếm tiền online nhé. Được, online kiếm tiền qua YouTube á. Cho các bạn nào mà không biết hoặc là bạn nào muốn kiếm tiền á, thì mình nghĩ các bạn cứ làm đi, cứ làm YouTube đi. Tại cũng có tiền các bạn. Tuy nhiên tiền YouTube thì đối với Mimi thì đối với, không phải đối với Mimi mà đối với người bên này nè, có người nhiều người xem này nọ thì không nói, nhưng mà ít người xem á thì không có bao nhiêu hết. Nên thì nhiều khi 200 bên này đó là không có gì hết. Nhưng mà nếu như 200 đô mà đổi tiền Việt Nam là cũng được mấy triệu rồi, đúng không? Vậy thì cũng nhiều. Nên mình nghĩ là các bạn nên, các bạn mà thích quay phim hoặc là làm video này nọ giống mèo mèo nè, các bạn có thể làm từ từ, nhiều khi sau này lâu lâu có người coi rồi được tiền, đúng không? Còn mưa thì đó giờ mưa làm là vì sở thích các bạn. Sở thích của người là thích quay phim chụp hình. Chứ hồi đó mình cũng không biết là làm YouTube có tiền nữa các bạn. Cũng không biết nữa. Sau này mới biết thôi, khi mà mình làm lâu rồi thì mới nghe người ta nói, nhưng mà mình cũng không biết là cách nào để mà có tiền nữa. Nên nếu các bạn mà muốn làm YouTube á thì các bạn không biết thì mình sẽ chỉ các bạn. Chỉ các bạn để các bạn kiếm tiền trên YouTube luôn. Tại mình nghĩ các bạn bên Việt Nam á thì nhiều khi các bạn đi chơi hoặc đi đâu đó thì các bạn quay phim này nọ thì có thể để đó thôi, có người coi thì có tiền, không có người coi thì thôi vậy thôi. Bạn đừng nghĩ là các bạn giống như ở quê này nọ không ai thích xem này nọ, có các bạn, nhiều khi người khác chưa biết đến thôi. Nhiều khi nhất là mấy người bên nước ngoài giống như Mimi cũng vậy đó, toàn đi kiếm mấy cái video mà ở dưới quê này nọ, nên ở dưới quê người ta bắt cua rồi bắt ốc này nọ, hoặc là đi bẻ măng này nọ, nói chung là mấy cái video đơn giản đó mấy người bên nước ngoài thích lắm các bạn. Mới cũng vậy, cũng toàn đi kiếm mấy cái video mà nhìn nó đơn giản, cuộc sống mỗi ngày giống kiểu vậy đó, thích lắm các bạn. Nên các bạn cứ làm đi. Tại mình không biết bên Việt Nam sao, nhưng mà mình nghĩ bên Việt Nam cũng tính tiền đô, đúng không? Tiền đô, tiền làm YouTube á thì họ, mình làm á thì đủ 100 họ mới gửi cho mình, gửi tiền cho mình, còn chưa tới 100 họ không gửi đâu. Nhưng mà 100 đô thì các bạn tính đi, 100 đô nhiều khi các bạn quay không cần bỏ tiền ra đâu. Còn mấy cái quay mấy cái trò chơi đồ chơi này nọ cho con nít nó, hồi trước mình cũng quay mấy cái bánh kẹo này nọ hai đứa hay ăn đó. Nhưng mà tại nhiều người không biết đến, không ai xem nhiều mà là tốn tiền. Tốn tiền mua bánh, mua kẹo này nọ đó, mua đồ chơi, kiss me. Nhưng mà các bạn cứ làm, nên làm đồ ăn hoặc là làm cái gì bình thường, sinh hoạt bình thường của các bạn đó, thì được bao nhiêu thì được, không được thì thôi. Nếu mà đằng nào các bạn cũng lên YouTube coi mà. Cay quá. Cái này mới nói thiệt á, tại có nhiều người họ không biết là, không phải không biết mà họ không muốn các bạn biết là làm YouTube có tiền đâu, họ giấu nữa, kiểu vậy đó. Phòng Mi thì không đâu, làm YouTube thì có tiền đấy, nhưng mà nhiều thì không có nhiều đâu. Nhưng mà Mi lại nghĩ khác là bên Việt Nam á, thì tại họ tính tiền đô bên này đó, thì khi mà đổi ra 100 bên này thôi, 100 đô đó thì tính ra đổi Việt Nam đi thì cũng triệu mấy, 2 triệu, vậy cũng nhiều đúng không? Còn 100 đô bên này tính ra không có gì đâu, 100 đô đi chợ một lần hết rồi.
Mình nghĩ các bạn cứ làm đi. Cứ làm kiếm tiền đi. Được thì được, không được thôi. Đâu mất gì đâu. Quay bằng phone các bạn đang xài á, cũng giống mình cũng quay bằng phone thôi. Các bạn làm thì không? Các bạn coi video của mình coi video của các bạn, coi qua coi lại. Tại mình cũng thích coi video bên Việt Nam mà quay đơn giản này nọ. Nói chung là giản dị này nọ, quay đi làm, đi ăn này nọ, hoặc là làm đồ ăn bình thường á, mình thích. Nhưng mà nhiều khi mấy cái video mà giống như là làm màu mè này nọ, mình lại không thích các bạn. Ngày mới mua cho mắm nữa. Một hộp họ làm sẵn có 2 đồng thôi, 2 đồng mấy thôi. Rồi mắm lớn thì thích, thích nó giòn giòn á, mình cũng thích nữa. Ăn miếng này tiếp nè. Miếng này thì mình nói rồi đó, mình không thích. Nó không có ngọt, nó chỉ được cái giòn giòn xíu thôi, nhưng mà nó không có ngọt. Còn cái luộc á thì nó ngọt ngọt, giòn giòn kiểu khác. Muốn làm thì cảm thấy rất là ngán. Hôm qua nhà mới đi ăn pizza, đi ra ngoài mua, đi hết cả nhà luôn. Bữa mình livestream rồi không biết là sinh nhật pizza bao nhiêu á. Mình cứ nói đại là hôm bữa khoảng 15, 16 gì đó. Mình nói vậy. Nhưng mà không phải. Sinh nhật 50 tuổi của pizza các bạn. 50 tuổi. Ngày hôm qua là chọn năm 50 tuổi của pizza. Nên hôm qua họ sale nên rất là đông luôn. Cay đó các bạn ơi. Cay nhưng mà đã. Nhưng mà không quá cay đâu, chưa quá cay đâu. Mì cay nhất là ăn cóc. Mì nói hoài ăn cóc là trời ơi mì cay mà mì khóc thiệt luôn á. Nhưng mà đang ăn không cay nhưng mà cay nó đã. Ngon. Một hồi nghỉ ăn xong ngừng á, ngừng ăn bắt đầu trời ơi nó dùng lên nóng hết người luôn. Tới lúc đó hối hận hồi nãy ăn chi cho nhiều trời. Mà lúc ăn nó không thấy cay đâu, nó cay nhưng mà nó cứ thèm ăn hoài. Ngưng cái là thấy nó cay xong ăn tiếp. Ăn tiếp lúc đang ăn thì không thấy nó quá cay đâu. Nhưng mà khi mà ăn xong rồi đó, nghỉ xong rồi đó, bắt đầu nó lên. Trời ơi cay như vậy luôn. Uống nước, uống gì, uống uống đủ thứ, đủ thứ hết, đủ, đủ thứ. Trời ơi, nói xong rồi hồi ra gì luôn trời. Người cái răng không? Người răng không? Cay quá rồi. Mình mới mua cho 2 cái bánh nè. Bánh này bánh hai đứa thích nè. Có thể là giống như rau câu rồi đó, nhưng mà rau câu dẻo mình cũng thích nữa, không phải chỉ có 2 mắm đâu. Ôi mời các thêm miếng cho đi cho đỡ cay. Vàng. Cái này màu vàng à.
Còn xoài, táo, trái thơm, trái nho, rồi trái cherry màu cam. Miếng nữa nè. Này là hai đứa thích lắm. Hai đứa thích chơi lìa, chơi lìa, chơi lô, chơi lì. Cái này ngon, còn mấy cái múc múc á thì này làm biến không thích đâu, cũng giống vậy, mấy cái múc bằng muỗng nhỏ xíu á thì này là không thích, nhưng mà cái này là thích, nó ăn một ngày là hết sạch sẽ đó. Miếng nữa đi, miếng nữa, miếng màu xanh đi. Xanh đây. Mười nói thiệt, mười tính ra mười vui vẻ lắm các bạn. Vui vẻ là tại vì mười cái tuổi mười thì lớn nhưng mà mười lại giống như nít vậy đó. Nên gì đó. Nó rất là thích chơi với mười. Hoặc là nó có chuyện gì nó cũng đi kiếm Mimi nó tâm sự thôi. Tức tại vì cái tánh của Mimi đó là giống như con nít vậy, nó không nghĩ nhiều đâu. Nhiều khi giận thì giận nói lúc đó thôi, xong rồi hết, không giận ai không gì hết. Nhưng khi giận xong hết. Với lại nói chung là cái tánh của Mimi thì thoải mái lắm, thoải mái là không có giận. Với lại mười nghĩ nghĩ là thật sự hồi trước á, mười cũng nghĩ là nhìn lên á thấy người ta giàu này nọ mười buồn lắm, thèm có nhà cửa xe đẹp giống người khác, nhưng mà mười thì lại không thích nhìn lên. Nhưng mà mười thì lúc nào cũng tự an ủi mười là vậy là quá đủ rồi, quá đủ đối với mười rồi, giống kiểu vậy đó. Mười chỉ nhìn xuống thôi. Nên hả các bạn á, mười nghĩ các bạn mà cảm muốn mà sống mà vui vẻ đó thì đừng có nhìn lên các bạn. Nhìn lên ý là nhìn mấy người khác người ta giàu có này nọ đâu, thì các bạn sẽ muốn giàu có giống như họ. Nhìn xuống đi, thấy nhiều người khổ hơn mình lắm, mình sẽ cảm thấy cuộc đời của mình đủ may mắn rồi, đủ may mắn rồi. Mê thấy vậy đó. Nên mê không nghĩ nhiều, không buồn nhiều là vậy, tại mê lúc nào cũng nhìn xuống thôi, mê không không thích nhìn lên. Tất nhiên thì phấn đấu này nọ thì cũng cần thiết, nhưng mà nếu như các bạn không có cách nào mà để mà vươn lên được á, hoặc là khó khăn á, được rồi, đừng có nhìn lên, nhìn xuống đi. Nhìn xuống các bạn sẽ thấy hạnh phúc, thấy hạnh phúc, tại vì thấy thấy nhiều người giống như không phải là hạnh phúc vì người khác nghèo hơn mình, mà là mình cảm thấy may mắn mình được vậy là mình quá may mắn, tại vì còn nhiều người họ nghèo không có đồ ăn, không có đồ ăn này nữa, còn mình là mình vậy là quá đủ rồi. Mới lúc nào cũng tự nhủ với Mimi vậy, tự nói với Mimi là vậy đủ rồi, đúng kiểu vậy đó. Tất nhiên nhiều khi lâu lâu thấy người ta có xe đẹp cũng thích, có nhà cũng thích, nhưng mà không, Mimi lại tự nhủ mình không không đủ rồi, quá đủ rồi, tự 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 nói với mình là quá đủ rồi, mình đủ rồi, mình như vậy là đủ rồi, đúng kiểu vậy đó các bạn. Nên hả, có thể các bạn nghĩ thì Mui thì giàu có, không có đâu mà. Có thể trong người ở nước ngoài Mui là người nghèo nhất đó. Mui nói thiệt đó. Có thể trong người nước ngoài, người sống ở nước ngoài, có thể Mui là người nghèo nhất đó. Nhưng mà Mui lại được cái là thoải mái, và lại Mui lúc nào cũng tự an ủi mình là đủ rồi, quá đủ rồi. Đủ, vậy là đủ rồi, mình là may mắn lắm rồi, giống kiểu vậy đó. Nhất là Mui từ từ nhỏ là cũng là thuộc nhà nghèo lắm các bạn. Nhà Mui nghèo lắm, các bạn biết mà, toàn sống trong rừng đi ăn rau rừng này nọ thôi. Nên đối với Mary bây giờ là Mary lúc nào cũng tự nhủ với Mary là đủ rồi. Quá may mắn rồi. Khi các bạn tự nghĩ như vậy, các bạn sẽ cảm thấy là mình hạnh phúc các bạn. Còn nếu các bạn lúc nào cũng nghĩ mình nghèo á, thì các bạn sẽ cảm thấy mình thật là nghèo luôn. Còn Mary không bao giờ nghĩ Mary giàu, nhưng mà Mary lại nghĩ là đủ rồi, Mary vậy là đủ rồi. Nên Mary lúc nào cũng vui vẻ.
Có nhiều chuyện á, vui hay buồn cũng là do mình nữa mà. Do mình tự đặt ra cho chính mình. Còn đây thì mình cảm thấy mình đủ rồi, vậy là đủ rồi, mình được rồi. Nên mình cảm thấy vui về cuộc sống của mình, mặc dù mình không có gì đâu. Mình nói thiệt, mình nghèo lắm. Đó là mình nói thiệt đó. Còn mà đồ ăn này nọ thì tất nhiên nhiều khi tiền mình làm ra mình để dành hoài cũng vậy. Nên mình ăn thoải mái, ăn uống thoải mái. Mình không có muốn tiết kiệm, không để dành giống các bạn đâu. Nhiều khi các bạn có tiền hơn mình đấy. Còn mình không có đâu, có bao nhiêu mình xài hết sạch sẽ rồi. Ôi, nói chuyện với các bạn sau nhé.